Chào các bạn đến với kênh Làm Theo Là Được. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo logo 3D trên cái phần mềm BizLab. Thì trước tiên các bạn vào phần mềm BizLab, rồi chúng ta xây cái màn hình ngang. Các bạn bấm vào chữ test và chúng ta bấm vào cái nút xóa để chúng ta tạo cái logo 3D. Thì trước tiên thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng. Rồi chúng ta vào cái hàng thứ tư ở trên điểm xuống đó, các bạn bấm vào, các bạn qua cái bên cái ô vuông, các bạn bấm vào cái nút sổ, chúng ta chọn cái vòng tròn, các bạn bấm vào vòng tròn, sau đó chúng ta kéo xuống, chúng ta chọn cái màu đen, rồi chúng ta đưa con chỏ qua, chúng ta kéo cho cái vòng tròn này nó to ra để chúng ta dễ làm. Các bạn chừa cái xung quanh, kéo cả cái lớn là được rồi. Chúng ta bấm vào cái dấu tích. Rồi các bạn bấm vào vòng tròn giữa. Chúng ta tìm cái chỗ cái bốn cái mũi tên đó, chúng ta chọn ở chính giữa, canh ngang biệt qua lại. Xuống dưới chúng ta canh trên dưới, tức là cái vòng tròn này nó canh giữa. Chúng ta bấm vào dấu tích. Sau đó các bạn bấm vào cái hình thôi trên, chúng ta khóa lớp lại cho nó đừng có chạy. Tức là mỗi một cái vòng tròn chúng ta làm, chúng ta đều khóa lại cho nó đừng có chạy. Sau đó chúng ta bấm vào cái phần copy. Copy xong thì các bạn chọn lại cái màu trắng. Chúng ta xuống cái gỗ colo nè, màu trắng chúng ta bấm vào. Các bạn bật cái bit lên. Rồi chúng ta chọn vào cái ô màu trắng, chúng ta kéo dời qua, rồi chúng ta lít vào cái ô màu trắng, sau đó chúng ta kéo cho nó nhỏ xuống một chút, rồi các bạn kéo vào kênh giữa, tức là chúng ta tạo cái dòng viền ngoài viền trong cho nó đó, tức là dòng đen ở ngoài rồi dòng trắng rồi tới dòng đen dòng trắng, tức là nó luân phiên như thế. Sau đó các bạn bấm vào dấu tích. Rồi chúng ta đưa vô bốn mũi tên, chúng ta canh giữa của qua lại bề ngang rồi bề trên xuống. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta bấm vào cái hình thôi trên để chúng ta khóa cái lớp thứ hai lại. Như vậy trong trường hợp này chúng ta tiếp tục bấm vào dấu cộng để chúng ta tạo thêm cái vòng tròn tiếp theo. Các bạn vô lớp thứ tư, rồi chúng ta bấm vào cái dấu tích của cái hình vuông đó, đó để chúng ta chọn cái vòng tròn. Rồi sau đó chúng ta chọn vào cái hình đen, rồi chúng ta kéo lên, chúng ta chỉnh sửa, kéo cho nó to ra, tại vì nãy là các bạn chúng ta bấm ra ngoài cho nên chúng ta phải bấm lại, nãy chúng ta chưa copy cho nên nó hai cách làm. Nếu nó mắc cái chỗ copy thì các bạn sẽ bấm vô cộng chúng ta làm lại. Mình hướng dẫn hai cách để các bạn gặp cái trong trường hợp này chúng ta xử lý được. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào cái bốn cái mũi tên, chúng ta canh trái phải, chúng ta canh trên dưới, canh xong chúng ta bấm vào cái dấu tích, rồi chúng ta chọn cái khóa thêm lớp. Cái cách làm nó tương tự như thế. Rồi chúng ta bấm vào cái thôi là nó mắc, rồi chúng ta bấm vào dấu tích, tiếp tục chúng ta copy. Trong trường hợp này chúng ta copy nè, tại nãy chúng ta bấm thoát ra ngoài cho nên chúng ta thêm lớp không được, chúng ta phải bấm vào dấu cộng. Cho nên đây là cái cách để chúng ta làm. Nếu lỡ các bạn bấm thoát rồi thì các bạn phải vô dấu cộng tìm tiếp. Và trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn lại màu trắng, chúng ta bấm vào màu trắng,
kéo con chỏ qua chúng ta cho nó nhỏ xuống rồi dời. Canh như thế nào cho nó đều các cái khung viền. Chúng ta canh cái khoảng cách cho nó cỡ rồi, rồi chúng ta bấm vào cái chỉnh sửa canh giữa cho nó. Bấm vào bốn cái mũi tên. Bốn cái mũi tên này là làm cho cái nó canh rất là đều. Rồi xong rồi chúng ta khóa lớp, tức là mỗi một lớp chúng ta khóa một lần để cho nó đừng có chạy. Các bạn làm quen tay rồi chúng ta làm một hơi vô luôn rồi chúng ta khóa lớp cũng được. Tuy nhiên đây là cái cách hướng dẫn cho các bạn, nhưng mà làm từ từ. Rồi chúng ta copy xong chúng ta chọn lại cái màu đen. Cứ một lớp trắng, lớp đen. Rồi chúng ta kéo con chỏ qua. Chúng ta cho nó nhỏ lại một chút. Các bạn đưa vô cái góc đó, chúng ta kéo cho nó nhỏ lại chút rồi chúng ta dời xuống. Trong trường hợp này cái dòng này là đánh chữ nè, cho nên các bạn cho cái dòng đen nó nhỏ lại chút, chữ nó bự ra để chúng ta đánh cho nó đẹp. Nên chúng ta cần cho cái khoảng cách thôi, chữ tương đối thôi, rồi chúng ta vô chúng ta cần bên trong chúng ta bấm vào dấu tích. Rồi kéo xuống chọn bốn cái mũi tên để cái can. Rồi chúng ta bấm vào bốn cái mũi tên để chúng ta can. Nó rất là đều, can ngang, can trên dưới. Rồi khóa lớp lại, bấm vào dấu can thôi. Chúng ta bấm vào nó nổi màu đỏ lên là chúng ta khóa. Còn nó chưa nổi màu đỏ là chưa khóa. Bấm vào dấu tích. Rồi chúng ta sẽ chọn lại cái dòng màu trắng. Kéo qua cho nó nhỏ một chút rồi chúng ta dời xuống. Dời xuống rồi chúng ta kéo nhỏ lại chút. Rồi chúng ta bấm vào cái bốn cái mũi tên để chúng ta canh cho hai bên, canh trên dưới. Bấm vào dấu tích. Tiếp tục chúng ta copy. Rồi chọn lại cái màu đen. Bấm vào cái color đó, màu đen. Rồi dời con chỏ qua chúng ta kéo cái khung nó xuống cho nhỏ lên chút. Chúng ta kéo nó nhỏ lên chút. Rồi chúng ta bấm vào cái bốn cái mũi tên để chúng ta canh. Canh hai bên. Canh trên dưới. Rồi sau đó chúng ta khóa lớp lại. Hồi nãy lớp chưa khóa, khóa hai lớp trên và dưới. Rồi chúng ta bấm vào cái hình thôi để cho nó mắc. Bấm vào dấu tích. Tới đây các bạn bấm vào dấu cộng để chúng ta tạo cái hình vuông khác này, vô cái hình thứ tư. Trong trường hợp này chúng ta bấm vào cái dấu tích, chúng ta chọn là cái hình vuông. Bấm vào hình vuông. Và chúng ta kéo cho nó nhỏ lại. Các bạn canh vừa đúng hai bên ở trên rồi chúng ta nắm ở phía dưới kéo lên. Để chỗ đen ở dưới lát chúng ta đánh chữ YouTube vào, chúng ta chừa.
Nãy nó là hình vuông, giờ chúng ta kéo cho thành hình chữ nhật, chữ ở dưới để chúng ta đánh chữ vô. Sau đó các bạn bấm vào cái cùng chúng ta kéo cho nó bo cái góc, cho nó tròn cho nó đẹp, rồi bấm vào dấu tích. Sau đó khóa lớp lại. Rồi chúng ta tiếp tục vào dấu cộng để chúng ta tạo cái vào cái hàng thứ tư. Chúng ta bấm vào. Rồi chúng ta bấm vào dấu tích, chúng ta chọn lại cái hình tam giác. Chúng ta bấm vào hình tam giác. Và chúng ta chọn lên màu đen. Chúng ta tích vào cái màu đen. Sau đó chúng ta kéo cho nó nhỏ lại. Kéo cho nó nhỏ lại. Kéo cho nó nhỏ lại vừa để chúng ta đưa vào cái khung trong. Rồi chúng ta bấm ra ngoài để chúng ta có chỗ xây. Bấm nó ra ngoài chúng ta mới xây được. Cho chúng ta để vậy thì chúng ta xây qua không được. Bấm ra ngoài thì chúng ta xây được rồi đó. Chúng ta bấm vào cái mũi tên xây thì chúng ta kéo lên. Thấy nó còn lớn quá, chúng ta kéo cho nó nhỏ lại. Rồi chúng ta dời xuống cho nó giống như cái YouTube vậy đó. Cái tam giác này làm cái YouTube trên giữa. Rồi xong, chúng ta khóa lại. Tiếp theo là chúng ta khóa toàn bộ lớp lại hết. Rồi chúng ta kéo xuống phía dưới chỗ, chúng ta nhấp vào cái hình này, chúng ta khóa lại hết toàn bộ luôn. Tức là nãy khóa, bây giờ chúng ta sẽ tích vào cho nó khóa toàn bộ lại cho nó, để chúng ta đánh chữ vào chúng ta làm. Tức là chúng ta tạo cái biểu tượng logo rồi xong rồi chúng ta đánh chữ sau, nó rất dễ làm. Rồi chúng ta tích vào cái hình này. Rồi chúng ta bấm OK. Rồi tiếp tục chúng ta bấm vào sell. Chúng ta sell nó lại. Rồi chúng ta mở lên. Chúng ta mở lên cái hình hồi nãy đó. Chúng ta sell lại, chúng ta mở hình hồi nãy lại. Rồi chúng ta bấm vào cái vòng tròn giữa này nè. Để chúng ta vô cái hình chỗ người ta đó. Chúng ta cho nó trong suốt luôn để chúng ta đánh chữ vô nó dễ. Bật cái bit này lên. Rồi chúng ta bật cái bit lên là nó trở thành cái giao diện trong suốt, cái logo nó có sẵn rất đẹp. Chúng ta lưu lại rồi chúng ta đưa lên thì nó không chạy nữa. Như vậy chúng ta làm cái phần logo trước nó dễ hơn, rồi chữ chúng ta làm sao nó rất là thuận lợi. Các bạn làm một lượt thì cũng được. Các YouTube trên mạng nó chỉ chúng ta làm một lượt vào luôn thì hơi khó làm. Các bạn chịu khó, chúng ta làm từng bước như thế này nó dễ hơn. Tức là làm xong cái logo chúng ta mới đánh chữ. Bây giờ mình sẽ đánh chữ vào. Các bạn thích chữ gì chúng ta đánh vào chữ đó. Rồi, vậy bây giờ chúng ta đánh chữ xong, chúng ta bấm chữ xong. Rồi các bạn kéo rồi OK, tôi bấm chào OK. Rồi chúng ta kéo cái chữ này, chúng ta đưa vô cái nửa vòng tròn trên. Chúng ta bấm vào chữ A. Dưới chúng ta mới xử lý. Rồi. Sau đó các bạn chọn cái phông chữ. Chúng ta bấm vào A lớn B nhỏ để chọn phông chữ.
Thì trên đây các bạn thích phông chữ nào thì chúng ta lựa phông chữ đó vô. Chẳng hạn mình chọn cái phông chữ đầu tiên trên đây đi. Chúng ta bấm vô chữ này không đẹp, chúng ta dời lên trên. Chúng ta chọn phông chữ trên nó bự đậm hơn. Sau đó chúng ta bấm OK. Rồi chúng ta bấm vào chữ B để cho cái chữ nó đậm lên. Rồi bấm vào chữ B thì chữ nó đậm lên. Bấm vào vô tích. Rồi chúng ta bấm vào chữ T nhỏ T lớn này để chúng ta kéo giãn cái chữ cho nó dài ra. Chữ nó giãn quá chúng ta kéo giãn chữ dài ra rồi nó to hơn. Để chúng ta đưa vô cái khung cho nó phù hợp. Rồi chúng ta bấm vào vô tích. Sau đó các bạn kéo xuống cái chỗ cái dòng cong ABC nè, để chúng ta kéo cong chữ. Chúng ta kéo qua bên phải thì nó cong xuống, còn chúng ta kéo qua bên trái thì nó cong lên. Giờ chúng ta kéo qua bên phải để nó cong xuống nè. Rồi các bạn canh lên như thế nào để cho nó cái chữ nó lọt cái khung là vừa. Chúng ta kéo qua đây, tuy nhiên cái bên kia thì chúng ta nhấp chữ, nhấp vô cái hình đó, chúng ta nhìn chữ đó, chúng ta dời. Như vậy khi cân đối rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái khóa lớp lại. Bây giờ khóa dưới và trên lại. Cái lớp nãy chúng ta mới lưu với cái chữ, chúng ta khóa hai cái này lại. Xong. Các bạn sẽ tiếp tục bấm vô dấu cộng để chúng ta thêm cái chữ nữa. Bấm vô chữ test. Rồi chúng ta bấm vô cái viết để chúng ta sửa. Rồi chúng ta đánh chữ vào. Chúng ta bấm nó nhảy ra ngoài để chúng ta làm lại. Khi mà nó bị sự cố sai gì thì các bạn có thể bỏ lệnh, hoặc là chúng ta làm đánh lại. Rồi chúng ta bấm OK. Sau đó các bạn nhấp vào chữ YouTube này, các bạn kéo xuống cái chỗ nào các bạn thì thích đặt á. Chỗ nãy mình chừa chỗ đen này để mình đánh chữ YouTube vô nè. Sau đó các bạn vô chữ B, chúng ta tô đậm nó lên. Bấm vào chữ B để cho cái chữ nó đậm lên. Bấm vào vô tích. Cũng có thể các bạn đổi phông chữ. Rồi các phông chữ này các bạn có thể là để cho nó trong suốt. Rồi chúng ta khóa lại. Các chữ YouTube với trên đây nè, các bạn có thể đổi màu trực tiếp luôn cũng được. Còn không thì chúng ta để không thì chút để chúng ta đổi màu được luôn. Rồi chúng ta dùng cái test, chúng ta làm cái dòng dùng cái viết, chúng ta sửa lại, chúng ta đánh cái dòng thứ ba. Cái hàng chữ thứ ba ở phía dưới cộng lên. Ví dụ ở đây mình đánh chữ làm theo là được. Ở trên nó có nè, chúng ta bấm vô chữ làm nè. Chữ theo có chúng ta bấm vô luôn. Chữ là có luôn, bấm vô. Chữ được, bấm luôn. Như vậy là chúng ta bấm xong. Bấm OK. Rồi chúng ta đưa con chỏ vào đó, chúng ta nhấp vô cái hình, chúng ta kéo chữ đó, chúng ta kéo xuống dưới. Rồi các bạn kéo qua bên dời cái thứ lên, chúng ta tìm kiếm những cái để chúng ta làm thành công cụ ở đây. Chúng ta kéo bấm vô lớn bên nhỏ để chúng ta tìm phông chữ chúng ta thay đổi. Chẳng hạn ở đây mình lấy cái chữ thư pháp nè, cái mẫu của nó nè, chúng ta bấm vào OK. Rồi chúng ta vô chữ B, chúng ta tô đậm nó lên. Bấm vào chữ B cho nó đậm lên một chút. Rồi bấm vào dưới tích xong. Ở đây các bạn dời sao cho nó cân đối để chúng ta kéo cho chữ cong lên. Đó, các bạn vô ABC nè. Dòng cong ABC nè.
kéo qua bên trái thì nó cong lên. Rồi chúng ta canh như thế nào cho nó phù hợp. Như vậy nó chưa cong đều, chúng ta kéo nhỏ lên chút nữa. Đó, kéo như thế nào cảm thấy được là nó cân đối là xong. Rồi chúng ta bấm vào dấu tích. Vậy chúng ta đã cơ bản là hoàn thành cái logo. Các bạn cũng muốn làm thêm cũng được, nhưng mà cơ bản là như thế này là được rồi. Cái bước này chúng ta phải khóa lại. Cái khóa thì làm lần hay lần đầu là các bạn biết là bấm chừng nào nó nổi vô đỏ lên là xong đó. Tích chào. Rồi. Rồi chúng ta bấm vào cái hình thôi là nó mắc. Sau đây là cái bước khắc rất quan trọng để chúng ta chọn màu. Bây giờ chúng ta phải khóa rồi tất cả cái lớp này lại hết. Rồi chúng ta lít vào tất cả cái hình này. Còn cái màu nào mà không có muốn nền đó thì các bạn khỏi tích cho nó, thì nó cũng không lên màu. Tuy nhiên ở đây chúng ta làm cái logo này tích hết. Rồi chúng ta bấm vào cái hình này ở phía dưới này, cái góc hai cái ô vuông ở dưới đó, chúng ta bấm vào. Rồi bấm OK. Rồi chúng ta tích vào cái này xong, chúng ta bấm vào cái hình thôi trên để cho nó mắc. Rồi cái bước tiếp theo cái quan trọng vào dấu cộng, chúng ta bấm xuống hàng thứ tư, chúng ta bấm vào, chúng ta chọn cái hình vuông và chọn lên màu đen. Tức là lúc này chúng ta chọn màu, chúng ta chọn màu đen đó, tức là nó biết trên cái hình nền màu đen, viền đen nãy đầu tiên đó. Tức là màu đen này chút chúng ta đưa hình màu gì lên là nó sẽ trở thành màu đó. Các bạn kéo vô cái ô vuông hình vuông đen này là nó vô trong chỗ nào đen cũng được hết. Trên cái logo này chỗ nào trống chúng ta đưa vô. Như vậy giờ chúng ta đưa vô cái chỗ hình tam giác đó cũng được. Các bạn đưa vô cái chỗ nào trống rộng đen thì chúng ta đưa vào đều được hết. Các bạn đưa vô các bạn mới đổ bóng được cái hình. Nếu chúng ta thiếu cái thao tác này thì không bao giờ chúng ta làm được hết. Cho nên cái bước này là bước khá quan trọng. Rồi sau đó chúng ta bấm vào, chúng ta khóa cái logo với cái hình đen này lại. Khóa lại xong, chúng ta kéo xuống phía dưới, chúng ta nhấp vào. Rồi chúng ta tích vô hai cái hình đen với cái logo này. Rồi chúng ta bấm vào cái hai cái ô vuông ở dưới đó. Bình đến qua bình thứ ba đó, bình trái đến qua, chúng ta lít vào, bấm OK. Rồi chúng ta tích vào mình đó là xong. Bấm vào thôi để mắt. Rồi sau đó cái hình này chúng ta dời đi, nó không chạy đó. Các bạn có thể sell trực tiếp cái này về máy để đỡ chúng ta lên, chúng ta đổi màu nền hoài cho các logo các kiểu luôn. Còn đây mình làm trực tiếp. Bây giờ chúng ta bấm vào cái phần cái hình sọc sọc đó để chúng ta chọn cái hình nền cho cái logo, tức là màu đen nó thay cho màu khác đó. Rồi chúng ta xuống máy chỗ download, chúng ta tìm cái màu nào chúng ta thích, màu đỏ, màu xanh, màu vàng gì cũng được, chúng ta thích màu nào chúng ta chọn màu đó vô. Ở đây chúng ta chọn cái màu tùy thích, chẳng hạn ở đây mình chọn cái màu vàng. Rồi chúng ta chọn cái màu vàng này, chúng ta bấm vào. Sau đó các bạn đưa xuống cái góc dưới tích đó, chúng ta bấm vào đó. Như vậy cái màu đen hồi nãy nó sẽ đổi thành cái màu vàng đồng bộ luôn. Còn lại bên trong là nó trong suốt.
Rồi chúng ta vô chỗ 3D này nè, để chúng ta bấm vào đây, chúng ta bật cái vít lên. Tức là cái này là cái độ dày của cái logo đó. Thứ ở đây bật lên nó để số 10. Số 10 lớn lắm, chúng ta kéo cho nó nhỏ lại. Chứ bạn bấm đường chỗ vô cho nó bấm, chúng ta kéo cho nó nhỏ lại. Số 10 nó dày cái logo bít đó. Chúng ta kéo xuống khoảng 1 cũng được, chúng ta bấm dùng cái tích 2. Bây giờ chúng ta kéo lên cho coi khoảng đó, các bạn kéo lên nó dậy đó, 30 mấy nó dậy dữ lắm, 60 mấy luôn nó dậy. Như vậy chỗ này chúng ta tùy thích, các bạn chỉnh tùy theo cái sở thích, cái dày mỏng của nó. Đó, 6 là có khoảng bao lớn đó. Rồi chúng ta chọn 6. Rồi sau đó các bạn bấm vào vòng tròn nhỏ này nè, chúng ta bật nó bít nó lên. Các bạn thấy cái độ dày của nó nè. Chúng ta kéo nó về 0 luôn, cho nó nổi rõ lên. Tùy thích, chúng ta có thể để 1, 2 cũng được. Rồi ở đây mình để 4 rồi. Rồi chúng ta bấm vào dấu tích. Đó, 6 là cỡ khoảng lớn đó. Rồi chúng ta bấm vào dấu tích. Rồi chúng ta qua bấm cái vòng tròn lớn kế bên, chúng ta bật cái bit lên. Đây là nó nổi cái bóng lên rồi đó. Các bạn kéo lên xuống cũng được, tùy thích. Kéo về số 0. 1, 2, 3, 4. Rồi chúng ta để 6 luôn đi. Đó, mười mấy thì nó dày quá. Rồi chúng ta kéo lại lên xuống để tôi quan sát, và chúng ta lựa cái nào nó đẹp phù hợp thì chúng ta chọn thì thích. Chúng ta kéo về số 0, nếu nó gõ chúng ta kéo về số 0 luôn. Cái này mấy bạn làm rồi xong rồi chúng ta có kinh nghiệm từ từ. Và sau đó chúng ta bấm vào cái này, chúng ta kéo lên. Cái phần này chỉnh, các bạn chỉnh thoải mái, chừng nào thấy được là chúng ta sử dụng à. Đó, chúng ta có thể quay trở về cái rổ bóng hồi nãy, chúng ta thấy nó nằm, chúng ta kéo xuống 1. Nó dời lên dời xuống để chúng ta quan sát, thấy cái nào nó phù hợp là chúng ta chọn. Rồi chúng ta chọn lại 4 đi, thấy nó cỏ nhất rồi. Sau đó chúng ta tiến hành sell. Các bạn sell AMM ở dưới đó. Và chỗ này chúng ta bấm vào cái nút sổ ở phía dưới nè. Cái sell đẹp nhất, hình đẹp nhất là chúng ta kéo vô cái phần cuối đó, chỗ Ultra đó. Chúng ta bấm vào Ultra, chúng ta sell là cái hình đẹp nhất trong các cái sell trên. Rồi bây giờ chúng ta đã sell được cái mình nó về máy rồi đó. Tức là cái logo chúng ta lưu vô trong cái máy. Rồi sell xong. Thì nó vẫn còn cái hình nền của bên đây. Nếu các bạn muốn qua cái master, cái logo trong suốt á, thì chúng ta để đây chúng ta lưu luôn. Đó, vô cái chỗ cái hình bên tay phải hai lớp đó, các bạn bấm vào lên cái sọc sọc đó, chỗ nãy chúng ta đổ màu đó, chúng ta bấm vào trong đó. Rồi xong rồi chúng ta lưu. Như vậy chúng ta được hai cái logo, cái logo cái hình là hồi nãy, và cái logo này là cái giao diện trong suốt. Khi các bạn đem qua bên Camaster thì nó không có nền. Rất hay. Rồi chúng ta tiến hành sell. Các bạn bấm vô nút sổ này, chúng ta xuống cái
Cu tra này chúng ta xeo cho nó đẹp. Rồi chúng ta xeo vào. Như vậy cái hình cuối cùng hồi nãy là các bạn lưu xong rồi, các bạn để trên đó chừng nào các bạn muốn đổi hình khác các bạn đổi. Còn hồi nãy mình không có lưu. Tuy nhiên thì chút mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm nút trở về để chúng ta đổi thành cái hình màu khác. Chúng ta làm luôn. Như vậy chúng ta đã lưu xong cái hình màu vàng rồi đó. Rồi giờ ta bấm bỏ lệnh. Bỏ lệnh tức là về cái màu vàng hồi nãy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái hình sọc sọc, chúng ta bấm vào giữa nè, chúng ta kéo vô cái hình sọc sọc hồi nãy chúng ta đổ màu đó. Đó, chúng ta bấm đây nè, chúng ta bấm vào. Rồi các bạn xóa bỏ cái hình cũ, tức là nó trở về hình ban đầu. Rồi chúng ta nhấp vào cái hình để chúng ta lấy một cái màu khác. Rồi chúng ta vào download, chúng ta tiếp tục tìm một cái hình nền màu khác hơn màu vàng này để chúng ta làm. Chẳng hạn ở đây mình chọn cái màu xanh, lít màu xanh, các bạn bấm vào vô tích đó thì cái logo nó hiện lên cái màu xanh. Các bạn lưu thì cũng tương tự như thế. Đó là cái ta tạo. Và bây giờ chúng ta tiếp tục xóa bỏ, chúng ta thay cái màu khác, chúng ta lựa màu khác, bấm vào cái hình chúng ta lựa màu khác, màu nào đẹp chúng ta sẽ sử dụng. Tiếp theo là mình chọn cái màu khác, tức là cái màu đỏ mà có cái hình sao sao ở giữa nè, chúng ta bấm vào đây chúng ta chọn đó. Các bạn thấy cái màu này nó cũng khá đẹp đó, nó có những cái chấm 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 đó. Nó như vậy là chúng ta đã đổi được cái màu nền, làm một cái logo thôi, nhưng mà chúng ta có thể là làm cho nó nhiều màu. Vào cái cách chúng ta lưu, sau đó chúng ta bấm vào cái hình chúng ta làm cho nó trong suốt giống như hồi nãy đó. Như vậy là chúng ta lưu. Thì cái phần này mấy bạn lưu xong thì các bạn qua bên phần Camaster thì nó trở thành cái trong suốt. Còn hình nền gốc của nó đầu tiên nãy chúng ta làm đó, đưa ra đó, thì chúng ta phải bỏ số nền. Rồi chúng ta lưu. Ấm vô Ultra này là lưu là cái hình đẹp, đẹp nó sắc hơn. Đó như thì tương tự như nãy. Như vậy nãy chúng ta lưu được cái logo màu vàng. Bây giờ chúng ta lưu logo màu đỏ, như vậy chúng ta được hai cái logo rồi. Tức là nó khác màu. Cùng cách làm. Thì cái phần hướng dẫn các bạn làm logo 3D đến đây là kết thúc.